Mở ra ăn thử em á. Gái nó đãi tôm hùm. Ngon không? Dai ngon. Ngon hả? À? Ngọt không? Ngọt. Cái con tôm này nó ngon hơn con tôm hộp mới ăn với chỉm chịm nè. Sao nãy giờ chưa tắm thì cục cưng? Đâu phải kiếm chuyện làm đâu, mình nói trong cái nhà hàng đó thôi. Má đang ăn con lobster. Thấy sao má? Ngon, dai. Thịt nó ngọt không? Ngọt. Tía có thèm không tía? Không, ta không thèm. Tía ăn tôm hùm Việt Nam đủ rồi. Thịt nó dài không á? Dài. Dài nha. Ngon phải không? Vậy nhắc cái này lại ăn với bà ngoại đi con. Đây, vô kia. I don't like lobster. Ăn đi con. Con tự gỡ ra đi ăn đi. Còn hơi nóng á. Ăn đi con. Cầu Mỹ nha. Bạn cầu Úc, chồng ở bên Mỹ. Chồng bên Mỹ nè, cả nhà ơi. Thử ra từ đó giờ má chưa bao giờ được ăn phải không? Ăn măng cầu bên Việt Nam, măng cầu dai vậy đó. Chứ chưa có ăn của Úc đâu. Cái này là của Úc. Ở bên kia ăn á, tới đâu á là cầm rồi lột cái vỏ rồi ăn không, luôn. Hôm nay mình gọt cho mình ăn. Măng cầu này á má biết không, bán mắc lắm đó. Một thau là 15 đồng. Nguyên một đống này là chắc cũng mấy chục đồng á. Mang đi ăn thử đi. Ngọt nhưng mà ngọt vừa vừa, không có ngọt. Nó không có kiểu gắt mà, như là nó không có kiểu ngọt gắt bên Việt Nam, bởi vì những người nào sợ ngọt thì ăn bánh cầu này được. Ngon. Ngọt thanh, ngọt thanh đó, nó không phải kiểu ngọt gắt. Người nào sợ ngọt thì ăn này được nè. Mà mềm quá là ăn không ngon hả? Không. Đây tủ lạnh hả? Cái loại bánh cầu này đừng có để mềm quá nó sẽ bở, nó không còn dai. Mình vừa chín tới là mình phải ăn liền, nó mới còn cái độ dai. Má thấy nó cũng hơi dai mà đúng không? Không dai bằng của Việt Nam đâu. Bánh cầu bên Việt Nam là dai. Không, hồi đó Hương có cái cây bánh cầu Úc á. Đây nghe thằng. Má, hồi đó Hương có cây bánh cầu Úc nó dai lắm mà chết rồi. Hồi đó có cây mãng cầu Úc hả, nó dai nhách luôn á mà chết rồi. Cây đó trồng không lớn, Hương chặt bỏ rồi. Dài hơn cái loại mãng cầu này cũng Úc, nhưng mà Úc kia sao mà nó dai lắm. Ngon, nhưng mà thịt nó hơi bở hơn mãng cầu dai của Việt Nam. Thì làm sao nó dai bằng bên kia. Ngon. Nó ngọt, không có đánh đổi, ngọt gắt quá, mình dễ ăn. Nhà này có ông Kiên thích ăn chứ Hương cũng đâu thích ăn mãng cầu lắm đâu. Vì nó ghét ăn mãng cầu này lắm, hột nhiều. Cái loại cái cây mà nãy Hương nói cây của Hương mà dai đó, cái cây đó ít hột lắm mà giờ chặt bỏ rồi. Ngon không? Ngon. Chiều nay ông Kiên về kêu ông ăn. Ông khoái ăn mãng cầu. Hương không ưa. Ăn chứ không thích lắm. Trái này bự ghê nè. Nó còn nhiều trái bự hơn nữa đó. Cái giống này có nhiều cái kia nó bự lắm. Này ba trái chắc hơn 1 kg.